Chúng ta sẽ là học bài luyện tập trung trang 120. Bài số 1 đặt tính, diệt tính. Ý A. 821 x 4. Bốn nhân một bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8, 4 nhân 8 bằng 32. Ba nghìn hai trăm tám mươi bốn chia 4. 32 chia 4 là 8. 8 nhân 3 bằng 24. 8 nhân 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4. 4 chia 4 được 1, 1 x 4 bằng 4, 4 chia 4 bằng 0. Ý B. 1012 x 5. 5 x 2 bằng 10, 0 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 5 x 0 bằng 0, 5 x 1 bằng 5. Năm chia năm được 1. 1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 5 được 0. 0 nhân 5 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 5 được 1. 1 nhân 5 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. Hạ 0. Được 10. 10 chia 5 được 2. 2 nhân 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0. C. 308 x 7, 7 x 8 bằng 63. 78 x 6. 7 x 8 bằng 56, 6 nhớ 5. 7 x 0 bằng 0, thêm 5 bằng 5, viết 5. 7 x 3 bằng 21, viết 21. 2156 chia 7. 21 chia 7 được 3. 3 x 7 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0. Hạ 5. 5 chia 7 được 0. 0 x 7 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5. Hạ 6. 56 chia 7 được 8. 8 x 7 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0. D. 1230 x 6. 6 x 0 bằng 0. 6 x 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 6 x 2 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Bảy nghìn ba trăm tám mươi chia 6. 7 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6, 7 trừ 6 được 1. Hạ 3 được 13, 13 chia 6 được 2. 2 x 6 bằng 12, 13 trừ 12 bằng 1. Hạ 8 được 18. 18 chia 6 được 3. 3 x 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 6 được 0. 0 x 6 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. 3. Và nhìn vào mẫu IABCD ta thấy 307 x 308 x 7 thì bằng 2156. Vậy ngược lại 2156 chia 7 sẽ bằng 3000 bằng 308. Ta lấy tích chia cho thừa số 7 thì được thừa số còn lại, đúng không? Lấy tích, tích đây là 1000, tích đây, chia cho thừa số 6 thì được thừa số còn lại kia. Và phép chia này chính là phép thử lại của phép nhân. Chia tính là phép thử lại của phép nhân, đúng không? Ta thấy ví dụ ở đây ý C này, 308 nhân 7 sẽ bằng 2156. Vậy muốn biết là phép tính nhân này ta làm đúng không, ta sẽ lấy tích của nó, ta chia cho một thừa số là 7 thì nó ra cái thừa số còn lại, vậy thì là đúng. Nếu nó ra kết quả khác với thừa số còn lại thì nó là sai. Bài số 2. Cũng đặt tính chủ tính.
tính đầu tiên là bốn nghìn sáu trăm chín mươi một chia hai. 4 chia 2 được 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, hạ 6. 6 chia 2 được 3, 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, hạ 9. 9 chia 2 được 4, 4 nhân 2 bằng 8, 9 chia 8 được 1, hạ 1 được 11 chia 2. 11 chia 2 được 5, 5 nhân 2 bằng 10, 11 trừ 10 bằng 1. Vậy phép tính này thương bằng 2345 dư 1, phép tính có dư. Và số 1 này dư này luôn nhỏ hơn số chia là 2 đây. Ý B. 1230 chia 3 tôi lấy 12 chia 3 được 4, 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, hạ 3. 3 chia 3 được 1, 1 x 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, hạ 0. 0 chia 3 bằng 0, 0 x 3 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. C. 1607 chia 4. 16 chia 4 được 4. 4 x 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0, hạ 0. 0 chia 4 được 0. 0 x 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, hạ 7. 7 x 4, 7 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4, 7 chia 4 bằng 3. Như vậy phép tính này là phép chia có dư, thương là bằng 401 và dư 3. Số dư là 3, nhỏ hơn số chia là 4. Ý D. 1038 chia cho 5. 10 chia 5 được 2. 2 chia 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, hạ 3. 3 chia 5 được 0. 0 x 3, 0 x 5 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3, hạ 8 được 38. 38 chia 5 được 7. 7 x 5 bằng 35, 38 trừ đi 35 bằng 3. Vậy đây là phép chia có dư. Số dư đây là 3. Thương sẽ bằng 207 dư 3. Số dư là 3. Và nhỏ hơn số chia là 5. Đúng rồi. Chúng ta sẽ làm bài số 3. Có 5 thùng sách. Mỗi thùng đựng 306 quyển. Quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách? Ta sẽ phải chia đều cái số quyển sách ở 5 thùng này vào 9 thư viện. Vậy ta sẽ phải làm phép tính chia ở chỗ này. Vậy thì ta sẽ tìm xem là 5 thùng, mỗi thùng có 306 quyển sách thì 5 thùng sẽ có tất cả là bao nhiêu quyển sách. Ta phải tìm tổng số quyển sách ở đây là bao nhiêu đã. Thì ta mới chia cho 9 được. Vậy bài này ta sẽ làm bằng hai phép tính. Phép tính thứ nhất ta sẽ tìm thêm tất cả có bao nhiêu sách. Vậy có 5 thùng, vậy thì 5 thùng là có tất cả bao nhiêu quyển sách. Sau đó ta chia đều vào 9 thư viện thì ta sẽ làm phép tính chia cho 9. Ta có 5 thùng có số quyển sách là, hoặc là có tất cả số quyển sách là cũng được. Tìm số quyển sách ở 5 thùng, ta sẽ lấy số quyển sách ở 1 thùng là 306 nhân với số thùng là 5. Ta nhân 5 x 6 30 với 0 nhớ 3. 5 x 0 là 0, thêm 3 bằng 3 viết 3. 5 x 3 bằng 15. 1530 quyển. Bây giờ ta sẽ chia cái số quyển sách này vào 9 thư viện. Vậy ta sẽ có mỗi thư viện được chia số quyển sách là, mười năm trăm ba mươi chia chín. Mười năm chia chín được 1, 1 nhân 9 bằng 9, 15 trừ 9 được 6, hạ 3. 63 chia 9 được 7, 7 nhân 9 bằng 63, 63 trừ 63 bằng 0, hạ 0. 0 chia 9 được 0, 0 nhân 9 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0, bằng 170 quyển.
Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 4. Sân vận động hình chữ nhật có chiều dài rộng là 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó. Sân vận động là hình chữ nhật nên tính chu vi của sân vận động này, ta sẽ áp dụng cách tính chu vi của hình chữ nhật. Muốn tính chu vi của sân vận động, chu vi của sân vận động là chu vi hình chữ nhật. Cho nên muốn tính chu vi của sân vận động hình chữ nhật này, ta sẽ áp dụng cách tính chu vi của chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Đúng không? Vậy thì phải biết chiều dài và chiều rộng. Ở đây chiều rộng là 95m rồi, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chiều dài chưa biết, vậy chúng ta phải tìm chiều dài đã. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, cho nên ta sẽ lấy chiều rộng nhân với 3 thì sẽ ra chiều dài. Tìm được chiều dài rồi, ta sẽ tính được chu vi của sân vận động đó là bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Vậy trước tiên ta sẽ tính chiều dài của cái sân vận động đó. Ta sẽ có bài giải. Chiều dài của sân vận động sẽ là, ta lấy chiều rộng nhân với 3 sẽ bằng 3 x 5 15 5 nhớ 1, 3 x 9 bằng 27 thêm 1 là 28, bằng 285m. Bây giờ ta sẽ tính chu vi của sân vận động. Chiều dài vừa tính được 285 cộng chiều rộng là 95 nhân 2. Năm cộng 5 bằng 10, 0 nhớ 1, 9 cộng 8 bằng 17, thêm 1 là 18, với 8 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3. 2 nhân 0 bằng 0, 2 nhân 8 16, với 6 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 760.